xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa ngàn rồi em. Gió sông Hương lạnh lắm, phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em? Bao nhiêu thương nhớ sang ngày, bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn riêng vẫn. Khói thuốc chưa lần châm môi, chưa từng quên mùi mà giờ thì nghe ấm môi. Đêm nay viết cánh thơ tình, đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý. Giờ buồn người ở phương xa vẫn vờ từng đêm qua. Đời trai nghiệp lấy là gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chi. Mấy thuở được làm quen đó đây, sông cùng núi chia sẻ đau thương ngọn bùi. Cho nên dù người thương, cho nên dù người nhớ, ba tháng dài đừng bao. Thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiền. Cảm ơn tất cả quý vị và anh em đã theo dõi một clip ngắn ngắn qua sự thể hiện của một liên khúc bolero kết hợp với nhiều EQ cùng một lúc để chúng ta cảm nhận sự hoạt động hoàn hảo của tất cả model EQ. Anh em có nhu cầu về sản phẩm EQ Razer
liên hệ trực tiếp với Cao Bảo Nguyễn Audio qua số điện thoại 090 782 7899, địa chỉ giao dịch trực tiếp tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi một clip test tất cả các EQ. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp để chúng ta có những sự lựa chọn cũng như tư vấn phù hợp với bộ dàn ở nhà. Cảm ơn tất cả quý vị. Thank you. Bye bye.